Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta xin Đức Mẹ tiếp tục cầu bầu cho mỗi người chúng ta, cho gia đình cũng như cho giáo xứ trong ngày Giáo hội mừng kính lễ sinh nhật của Mẹ. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Gioan Kim Nguyễn Văn Lẫn, Maria Đỗ Thị Hoàng Anh, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Phạm Thị Cài, Maria Phạm Thị Đông, linh hồn Maria, các linh hồn Giuse Võ Tấn Quang mới qua đời tại Việt Nam, cùng Phượng xin ơn, xin cho ơn gọi tu sĩ nam nữ. Marie Nguyễn, xin tạ ơn Chúa Mẹ Maria và xin cho con cái biết giữ đạo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Đức Giêsu Con Một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, thì hôm nay ngày sinh nhật của Thánh Mẫu Người, xin Chúa cũng rộng ban muôn phúc lộc cho chúng con hưởng bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Mica. Đức Chúa phán thế này: Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bây giờ những anh em sống sót của người còn đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người, mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bây giờ quyền lực ngươi sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Đó là lời Chúa. Tôi mừng ra muôn phần nhờ Đức Chúa. Tôi mừng ra muôn phần nhờ Đức Chúa. Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, đưa Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Tôi mừng ra muôn phần nhờ Đức Chúa. Con sẽ hát bài ca dân Chúa, vì phúc lòng Ngài ban. Tôi mừng ra muôn phần nhờ Đức Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama, sinh Peret và Jared. Peret sinh Kesseron, Kesseron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rechabam, Rechabam sinh Abiya, Abiya sinh
Asa. Asa sinh Jehoshaphat. Jehoshaphat sinh Joram. Joram sinh Uzziah. Uzziah sinh Jotham. Jotham sinh Achaz. Achaz sinh Chiz-kizah. Chiz-kizah sinh Manasseh. Manasseh sinh Amon. Amon sinh Josiah. Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel. Shealtiel sinh Zerubbabel. Zerubbabel sinh Abihud. Abihud sinh Eliakim. Eliakim sinh Azor. Azor sinh Sadoc. Sadoc sinh Akim. Akim sinh Elihud. Elihud sinh Eliza. Eliza sinh Mathan. Mathan sinh Jacob. Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, thiên sứ Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con ông David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, thánh lễ sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria phát xuất từ Giáo hội Đông Phương. Như chúng ta biết, trong Giáo hội Công giáo, lịch phụng vụ chỉ mừng sinh nhật của Chúa Giêsu, của Thánh Gioan Tẩy Giả và mẹ Maria. Và mẹ Maria cũng thuộc vào dòng dõi của vua David. Cha của người là Thánh Gioan Kim, và mẹ của người là bà Thánh Anna. Theo truyền thống kể lại, thì hai ông bà Gioan Kim và Anna đã già nên không có con. Nhưng với lời cầu khẩn chân thành, thì Thiên Chúa đã nhậm lời và cho bà sinh ra Maria. Và mẹ Maria là người con duy nhất của Thánh Gioan Kim và Thánh Anna. Mẹ Maria lớn lên và được sinh ra và lớn lên tại thành Nazareth xứ Galilea. Khi mẹ đã đến tuổi thành hôn thì kết hôn với Giuse thuộc chi họ của vua David, và người này làm nghề thợ mộc ở Nazareth. Chắc hẳn quý ông bà và anh chị em chúng ta đã nhiều lần nghe đến dòng họ của Đức Trinh Nữ Maria đã rất quen thuộc với tên của Thánh Gioan Kim cũng như bà Thánh Anna. Trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng tin mừng đã không cung cấp cho chúng ta những chi tiết cần thiết để chúng ta có thể biết được rõ lai lịch của mẹ Maria như chúng con vừa trình bày ở trên.
chỉ có một vài chi tiết có thể nói là liên quan với chính Chúa Giêsu mà thôi. Người là mẹ của Chúa Giêsu, người thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã được Thánh Giuse mang về nhà để được chăm sóc. Trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, có thể chúng ta thấy rằng số phận của mẹ Maria ngay vào lúc bấy giờ có thể như đang ở quả tạ ngàn cân treo trên một sợi chỉ. Nếu Thánh Giuse rước người về nhà thì mọi sự như chúng ta thấy rất là êm thắm, không có gì xảy ra. Nhưng nếu Thánh Giuse tố giác người thì người sẽ bị ném đá. Thế mà chúng ta thấy sự điềm tĩnh của mẹ Maria. Mẹ không làm gì, mẹ không nói gì, mẹ chỉ biết phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trao cho người một sứ mạng là mang thai ngôi hai Thiên Chúa, thì chắc hẳn rằng mẹ tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lo liệu cho ngài. Khi mừng lễ sinh nhật của mẹ Maria, chúng ta được mời gọi để noi theo gương mẹ Maria, để chúng ta luôn luôn sẵn sàng biết vâng phục thánh ý Chúa trong đức tin. Khi biết nhìn cuộc sống bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ đón nhận tất cả những biến cố, những thử thách một cách bình an hơn. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta tin Chúa muốn dạy chúng ta điều đó qua tất cả những biến cố trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết rằng đức tin cũng sẽ giúp chúng ta biết phó thác cuộc đời này cho Đấng luôn luôn yêu thương chúng ta, chính là Thiên Chúa, chính là Cha của chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Khi xưa người Giáng sinh, Đức Đồng Trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương.
nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên xưng, tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa. Nhờ người, Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, vì khi Chúa nhận đây chính là của lễ
mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được đầy tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng hiến tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh. Và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, xin chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Mikael chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Chúa mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh tìm được sức mạnh trong thánh lễ chúng con đang cử hành. Xin cho chúng con cũng tìm được niềm vui trong ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chính người đã đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và ơn cứu độ là Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.